Xin chào mấy bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Mấy bữa giờ các bạn ăn Tết có mập lên được vài ký hay không? Riêng Game Hay Thế Giới bây giờ như con heo kêu ụt ịch rồi. Nào, giờ thì chúng ta hãy nhanh chóng quay trở lại với nội dung giải trí ARK. Hôm nay tôi sẽ trở thành một nhân vật phản diện, đi xâm chiếm trái đất. Trước khi loài người xuất hiện, trái đất là một nơi rất đẹp, có rất là nhiều tài nguyên khoáng sản, do đó xuất hiện rất là nhiều sinh vật sinh tồn tại nơi đây. Một thế lực robot từ bên ngoài trái đất đã tiến vào bên trong, không muốn xâm chiếm trái đất này để khai thác tài nguyên khoáng sản và bắt thịt những động vật khác tại nơi đây. Và tôi là một trong những robot xâm chiếm đó. Tôi mang trong mình một nhiệm vụ đi khảo sát trái đất. Tôi sẽ di chuyển bất cứ nơi nào, tiêu diệt những động vật, thu thập những vật liệu, sau đó nâng cấp cơ thể, coi thử có phù hợp với bản thân của tôi hay không. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để cho tất cả toàn bộ robot xuống trái đất này và bắt đầu một cuộc xâm lược khủng khiếp hơn. Quay trở lại với giai đoạn đầu tiên tôi đi khảo sát, tôi đã bắt gặp được những cái con voi mammoth rất là to lớn. Bọn chúng có những cặp ngà vô cùng sắc bén. Đây là một loại vật liệu có thể giúp người của tôi tân tiến lên. Sau một hồi tiêu diệt và thấy được rất là nhiều thịt xương, đặc biệt là cặp ngà của bọn chúng, tôi cũng bắt đầu công trình lắp ghép, chế tạo và nâng cấp cơ thể của mình. Vậy là một robot khảo sát như tôi đây, với việc lấy những vật liệu tại trái đất, cũng đã thay đổi hình dạng của mình thành một cơ thể mới. Trong cơ thể của tôi, lực lượng, đặc biệt là cặp vũ khí trên tay của tôi, có hình dạng rất giống như chiếc ngà voi, rất sắc bén và vô cùng chắc chắn. Được rồi, tôi cũng nhanh chóng tiến về hướng Bắc Cực, hy vọng nơi đó sẽ có nguồn tài nguyên và những con quái vật thật sự để thể hiện sức mạnh, đồng thời thu thập những vật liệu cần thiết cho chuyến khảo sát này. Khốn kia, cái tên người Mỹ kia, người dám đến lĩnh vực của bọn ta, muốn đi qua đây thì phải đóng phí đường bộ. Có ghê chưa? Ghê chưa? Hả? Hú hồ con chồn, làm giật hết cả mình à? Tưởng gì? Thì ra là mấy cái cây củi khô này dám đòi trắng lột tiền của mình nữa chứ. Mình cũng nhanh chóng sử dụng vũ khí và chém tứ tung, khiến cho bọn chúng tàn sát. Từ người của bọn chúng thu thập được rất là nhiều gỗ thần kỳ. Được rồi, hãy tiếp tục chặt những cái cây gỗ khô này. Cái con robot chết tiệt màu trắng kia, bọn tao không phải là củi khô, mà bọn tao là thần đừng bí đại. Mày dám sỉ nhục bọn tao à? Tao sẽ cho mày tan xác, tao sẽ biến mày từ đàn ông sang đàn bà. Hả? Cái gì vậy? Nó nói nó có thể biến tôi từ đàn ông sang đàn bà. Ghê gớm vậy hay sao? Được rồi, mày ngon mày biến thử đi, coi mày biến tao thành cái gì. Được rồi, vậy thì mày hãy nhận lấy nè, chuyển giới chi thần. Hả? Tại sao? Tại sao không được thế này? Tại vì ta không phải là con trai, mà ta chỉ là một robot mà thôi. Robot thì làm gì có giới tính? Chết đi cái lũ thần rừng này. Vâng, thưa các bạn, bọn chúng sử dụng phép thuật lên cơ thể của tôi, nhưng mà dường như mọi thứ đều vô dụng. Tôi cũng nhanh chóng tiêu diệt hết lũ thần rừng này. Cứ đi mãi, tôi lại thu thập được rất nhiều vật liệu. Sau đó, tôi đã gặp thêm một con quái vật phóng xạ nữa. Nguồn năng lượng trong người của nó tỏa ra rất lớn. Thế rồi, tôi cũng quyết tâm tiêu diệt nó để hút sạch nguồn năng lượng này, làm cơ sở để lắp ráp nâng cấp cơ thể của tôi. Sau một hồi thay đổi cấu kiện, ốc, máy móc và những cái vũ khí bên trong, tôi cũng nâng cấp cơ thể của mình sang một hình dạng mới, cao hơn, to hơn và nước sơn màu xanh trông rất là mạnh mẽ. Được rồi, bây giờ tôi đã có cơ thể mới và tôi cũng đã nhanh chóng tới vùng Bắc Cực lạnh lẽo. Không biết nơi đây sẽ xuất hiện con quái vật gì. Ôi trời đất, quỷ thần ơi, rớt cái đàn ông ra ngoài rồi. Tự dưng từ dưới băng tuyết, một sinh vật gì đó kỳ lạ cũng đã trồi lên. Nó nhìn thấy tôi thèm thuồng liền bay tới muốn xé xác. Thì ra đó chính là loài thằn lằn đầu lâu dữ tợn. Nhưng mà không sao các bạn à, với cái cơ thể mới sau khi nâng cấp, đặc biệt là hai cái ngà voi đó bây giờ đã tiến hóa thành hai thanh kiếm màu xanh, chém ra một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Đi tới đâu vung kiếm tới đó thì chắc chắn lũ thằn lằn đầu lâu kia chỉ còn cái đầu mà thôi. Vượt qua được lũ thằn lằn đầu lâu, tiến sâu vào vùng Bắc Cực. Lúc này tôi bắt gặp được những con rồng rắn năm đầu dữ tợn.
chính người của bọn chúng tỏa ra một luồng sấm sét cực kỳ mạnh. Wow, nếu mà bắt nhúng dám bọn chúng thì còn gì bằng nữa. Hấp thụ luôn nguồn năng lượng của bọn chúng thì chắc chắn sẽ cung cấp cho cơ thể của tôi một sức mạnh vô cùng lớn. Khi nhìn thấy một con robot như tôi xuất hiện thì con rồng rắn năm đầu đó cũng bay lại định làm thịt. Nhưng mà nó không nghĩ rằng tôi đến từ ngoài hành tinh. Sức mạnh của tôi sau khi được tổng hợp 3 lần vô cùng hủy diệt. Tôi cũng đã chém một phát đứt ngay cái đầu của nó. Cuối cùng con rồng năm đầu cũng đã ngã gục xuống. Tôi cũng nhanh chóng làm thịt nó luôn. Lát nữa trụng mì tôm ăn cho nó ngon. Được rồi, một con rồng thì không đủ. Tôi cần phải đi lục tìm cả cái khu Bắc Cực này để tìm thêm mấy con rồng nữa thì mới đủ năng lượng và vật liệu để nâng cấp cơ thể của mình trở thành tuyệt vời nhất. Đi sâu vào bên trong, tôi phát hiện được hai con rồng năm đầu, một con rồng đực và một con rồng cái đang tò tí tè với nhau. Oh my god! Wow! Ôi trời đất ơi, bọn chúng định sinh con kìa. Quỷ thần thiên địa ơi, thiệt là tội lỗi quá đi. Nhưng mà xin lỗi chúng mày, tao sẽ không cho chúng mày đẻ trứng đâu. Tiêu diệt hết chúng mày, hấp thụ và bắt đầu nâng cấp cơ thể cho tao. Được rồi mấy bạn à, đến lúc chúng ta sẽ đạt được cơ thể gì đây? Wow! Sau khi lấy được bộ khung xương từ những con rồng sấm sét rất đặc biệt kia thì tôi cũng đã bắt đầu lắp ghép một cơ thể mới, một cơ thể rồng ba đầu. Không phải, đây chính là Super Mecha Ghidorah. Quá tuyệt vời luôn. Chắc chắn với cái cơ thể này, cái lũ rồng cái ở trái đất nhìn thấy tôi đều muốn đè tôi xuống và bắt tôi về làm chồng cho mà xem. Thì trong lúc đang loay hoay tận hưởng cái cơ thể mới, đột nhiên tôi phát hiện những sinh vật cũng khủng khiếp hơn tất cả những con quái vật mà tôi vừa gặp lúc nãy. Lũ đi cho giờ, lũ này là một loài bò sát phóng xạ rất là ghê gớm và nổi tiếng tại trái đất này. Tôi cũng bay tới và thử sức với bọn chúng. Nhưng mà sức mạnh của tôi vượt xa bọn chúng. Chỉ cần những cú vào, những cú chém, đặc biệt là những cú phà hơi mà tôi chưa bao giờ đánh răng một lần nào, cũng đã khiến cho lũ địch cho giờ đó ung thư mũi và chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy lũ này vẫn chưa phải là thứ mạnh nhất tại trái đất. Ở phía trước đó, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng phóng xạ cực kỳ lớn đang chờ đợi tôi. Tôi cũng háo hức bay theo cái lòng sông này, nơi xuất hiện rất là nhiều con quái vật bò sát được cho giờ, để tiêu diệt hết bọn chúng và sau đó tới gặp cái con chùm cuối. Em yêu à, sao em nói em chờ đợi anh vậy mà anh đi nghĩa vụ quân sự 2 năm giờ thấy em lấy chồng là sao? Em không có ý mà, tại vì chờ lâu quá em chịu không kích nổi. Hả, cái gì đây? Thì ra là một cái lũ đi cho giờ đang rơi vào mối tình tay ba hay sao? Thiệt là đau khổ cho bọn chúng quá. Vậy thì tôi sẽ tiêu diệt hết bọn chúng cho bọn chúng đỡ đau khổ. À, cái gì vậy? Không! 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 Đừng có giết tôi! Cầu xin ngày rộng ba đầu! Tôi không có biết gì hết á! Tự nhiên hai đứa đó yêu nhau rồi con nhỏ đó nó thấy tôi giàu nó bỏ theo tôi thôi! Tôi không có biết gì hết! Tôi không có tội gì hết! Hả? Được rồi! Ta sẽ tha cho ngươi! Ngươi hãy cho ta biết con quái vật mạnh nhất tại trái đất này đang ở đâu? Ở phía trước! Ở phía trước kìa! Đó chính là Super Godzilla. Được rồi, ta sẽ tới đó và tiêu diệt nó. Và rồi, tôi cũng tiến thẳng về phía trước vài bước nữa thì thấy được một quái vật trông rất là khác lạ. Một con Super Godzilla dữ tợn, dường như một mình nó đang căng ba con địch cho giờ với các bạn à. Sức mạnh của nó không hề đơn giản. Con Super Godzilla khốn kiếp, mày tưởng mày là giang hồ tới đây đòi nợ thuê bọn tao sợ à? Bọn tao sẽ đánh hội đồng mày, cho mày chết luôn. À, thì ra là một cái công cuộc để đòi nợ thuê của con giang hồ Super Godzilla. Thật là dữ dội quá đi. Bây giờ không biết chủ nợ có đòi được con nợ hay không, hay là con nợ hội đồng đánh chết chủ nợ. Mình sẽ tranh thủ đứng qua một bên xem xét, để sau này học hỏi nghề giang hồ đòi nợ thuê, về mở công ty làm ăn giàu có, khỏi phải đi đánh nhau như thế này cho cực khổ. Mẹ kiếp chúng mày, lúc vay tiền thì chúng mày vui vẻ, bây giờ trả tiền thì chúng mày đòi đánh tao à? Tao cho vay nhẹ lãi, lãi suất 100%, mà sao chúng mày còn chưa trả? Tao sẽ cho chúng mày chết hết. Chơi khô máu còn sức mà có chi là đó đi. Hả? Chẳng kia có con rồng ba đầu cũng đòi nợ thuê hay sao đó? Qua đánh cho nó chết theo luôn. Lũ
lúc này cái lũ Destroyer dữ tợn tưởng đâu tôi cũng là đàn em của Super Godzilla đi theo đòi nợ thuê, bọn chúng cũng đã định giết tôi. Nhưng mà thật không ngờ tôi cũng nhanh chóng sử dụng móng vuốt và hơi thở của mình giết chết lũ Destroyer này. Sau đó con Super Godzilla rất tức giận khi con nợ của nó bị tôi giết, nó cũng đã tấn công tôi. Kết quả tôi cũng xúc luôn con Super Godzilla đó. Cuối cùng tôi cũng đã hạ được những sinh vật mạnh nhất tại trái đất này. Vậy là tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc tôi sẽ báo cáo về hành tinh của mình để hành tinh của tôi chuẩn bị điều một lực lượng robot lớn đến xâm lược toàn bộ trái đất.